Sau một hồi ăn pate gà khá là ngon miệng thì vừa về né liếm cái mép của mình, lại nhìn xung quanh chuẩn bị làm gì đây, tôi chuẩn bị đi chơi đấy. Như mắt mắt của mèo tròn, đúng người ta gọi là bi mắt mèo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình và mọi người xem hết video của mình thì thú vị thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ channel Ký Tự Mèo VN nhé, để mình có thêm nhiều động lực để phát triển kênh về lâu dài. Mong rằng các bạn hãy bấm đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé.